hướng dẫn đăng nhập thuận tiện, giao dịch nhanh chóng với Smart OTP. Từ màn hình điện thoại, bấm vào icon MBS Mobile App để truy cập ứng dụng. Để thiết lập đăng nhập sinh chắc học lần đầu, bước 1. Quý khách đăng nhập lần đầu bằng tài khoản MBS. Bước 2. Màn hình hiển thị, bạn có muốn sử dụng tính năng sinh chắc học để đăng nhập? Lúc này quý khách bấm đồng ý, sau đó đặt vân tay mở máy lên vị trí quét vân tay hoặc sử dụng nhận diện gương mặt để xác nhận việc mở sử dụng tính năng sinh chắc học. Trong trường hợp muốn bật hoặc tắt tính năng đăng nhập sinh chắc học, quý khách chuyển qua tab mở rộng, chọn cài đặt và bấm vào phần xác thực sinh chắc học như hướng dẫn trên video. Để đăng nhập sử dụng tính năng sinh chắc học, các bạn chuyển qua tab mở rộng, chọn đăng nhập, bấm vào nút hình vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt bên cạnh nút đăng nhập hình hiện lên. Bạn tiến hành xác thực vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để đăng nhập vào app. Để thiết lập Smart OTP lần đầu, bước 1. Quý khách đăng nhập MBS Mobile App. Bước 2. Khi có thông báo đăng ký Smart OTP, quý khách bấm chọn đăng ký. Bước 3. Quý khách đọc bộ điều khoản và điều kiện, bấm chọn đồng ý với bộ điều khoản và điều kiện. Bước 4. Quý khách nhập mã OTP mà phần mềm gửi tới số điện thoại đăng ký, sau đó bấm xác nhận. Bước 5. Quý khách đăng ký mã PIN để lấy Smart OTP, sau đó bấm xác nhận. Hệ thống sẽ hiện lên thông báo thiết lập Smart OTP thành công. Để tự thiết lập Smart OTP, quý khách đăng nhập vào MBS Mobile App và chuyển sang tab mở rộng. Sau khi bấm vào cài đặt, quý khách chọn thiết lập Smart OTP. Ở màn hình hiện ra, quý khách bấm chọn đăng ký Smart OTP. Quý khách hoàn tất việc tự thiết lập Smart OTP, tương tự hướng dẫn thiết lập Smart OTP lần đầu ở phần trước. Sử dụng Smart OTP để giao dịch. Quý khách thực hiện nhập các thông tin về giao dịch, bấm đặt lệnh và xác nhận lệnh ở màn hình bật lên. Khi màn hình lấy mã Smart OTP mở ra, bạn nhập mã PIN đã đăng ký và bấm nút lấy mã Smart OTP. Sau khi chọn nút nhập mã OTP, ở màn hình xác nhận Smart OTP và bấm xác nhận, bạn đã hoàn tất giao dịch của mình.